Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ giúp các bạn chúng ta sẽ cùng nhau làm cái chức năng đầu tiên, đấy chính là hiển thị cái danh sách của người dùng nha. Lý do mình chọn làm cái chức năng này bởi vì rằng là cái phần đăng nhập đấy các bạn nên để sau cùng, các bạn nên làm cái phần CRUD này, cái phần customize cũng như là working với Excel trước nha, tức là chúng ta sẽ làm cái mục 3 4 5 trước nha. Rồi. Ở đây thì mình sẽ highlight lên cái nội dung của chúng ta, để chính là hiển thị cái danh sách của người dùng. Trước tiên thì các bạn lưu ý một điều, để chính là trong cái bài test này nó cho chúng ta một cái, để chính là tùy chỉnh HTML, CSS để có một website nhẹ nhàng, khoa học và đẹp. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý một điều, để chính là người ta cho chúng ta tùy chỉnh, đấy là để mục đích, để chính là đánh giá cái trình độ CSS của các bạn như thế nào. Các bạn lưu ý một điều, đấy chính là chúng ta đang làm front end developer ấy, thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải biết đến khái niệm về chính là responsive, tức là màn hình co giãn. Thành ra ở đây để tiết kiệm thời gian mình sẽ dùng Bootstrap như các bạn, một công cụ mà rất chi là phổ biến. Và các bạn hình dung một điều rằng là khi các bạn ghi vào CV là Bootstrap ấy, người ta sẽ hiểu rằng là các bạn có thể thiết kế được một cái website nó co giãn nha. Ở đây thì có một cái điều các bạn lưu ý nữa, để chính là chúng ta sẽ viết SCNS chứ chúng ta không viết CSS thuần, mục đích để chính là giúp các bạn có thể tiết kiệm được thời gian thôi. Rồi, trước tiên thì các bạn sẽ Google cho mình một cái nhé, đấy chính là React Bootstrap nha. Các bạn sẽ cho mình một cái, đấy chính là React Bootstrap, thì các bạn sẽ vào ngay cái trang chủ của nó thôi. Đây, cái trang mình đang vào đấy chính là reactbootstrap.github.io nha. Ở đây thì mình sẽ click vào cái phần Get Started. Các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ cần phải cài đặt hai thư viện cho nó, một cái đấy chính là React Bootstrap và một cái là Bootstrap thôi. Mình sẽ vào thằng npm và mình sẽ search cái này nha các bạn. Các bạn sẽ search cho mình, đấy chính là npm React Bootstrap. Rồi. Mình sẽ chọn ngay cái kết quả đầu tiên. Các bạn lưu ý rằng là các bạn sẽ cài đặt chính xác như thế này để đảm bảo rằng code của mình và code của các bạn là giống nhau nha. Các bạn sẽ gõ là npm install. Chúng ta sẽ là install to the site to exact nha. Chúng ta sẽ như thế này. Các bạn sẽ gõ cho mình đấy chính là React Bootstrap. Các bạn sẽ a còng cho mình. Đấy chính là 2.2.2. Cho dù sau này version của nó nâng lên là 2.3, 2.4, 2.5 ấy, thì các bạn cũng cài đặt version 2.2.2 để đảm bảo rằng code của các bạn và code của mình là giống nhau. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ cho mình một cái, đấy chính là Bootstrap nha các bạn sẽ paste bên cạnh này. Chúng ta sẽ là Bootstrap 5.1.3. Một cái nữa đấy chính là các bạn sẽ cho mình một cái, đấy chính là SCNS npm. Chúng ta sẽ cài một cái thư viện có tên là SASS nha các bạn. Đây chính là một cái thư viện mà giúp các bạn có thể viết được cái code thằng SCNS bên trong thằng React ấy, thì chúng ta sẽ cài đặt thư viện này nha. Mình không hiểu tại sao mà cái mạng máy tính của mình mà nó lại không load được cái thư viện này nhỉ. Mình vẫn vào bình thường, tuy nhiên là cái thằng này mình sẽ gõ một cái là how to use in React. Nó được rồi các bạn này. Các bạn sẽ cài đặt cho mình cái thằng này nhá, 7,7 triệu lượt tải trên tuần này các bạn. Các bạn sẽ cho mình một cái. Ở đây thì các bạn sẽ gõ cho mình một cái, đấy chính là SASS, và các bạn sẽ cho mình một cái là a còng 1.49.10. Đấy. Các bạn sẽ cài đặt cho mình ba cái thư viện này nhá. Chúng ta sẽ cần cài đặt thằng này. Tiếp theo nữa thì đang nhân tiện cài đặt thư viện thì các bạn sẽ cài đặt luôn cho mình cái thằng Excel. Thằng Excel các bạn sẽ cho mình một cái, đấy chính là Excel version của chúng ta a còng, các bạn sẽ cho mình là 0.26.1 đấy. Như vậy rằng là về cái công cụ mà các bạn thấy rằng là để có một cái website đẹp này, để có thể gọi API này, cũng như là để viết code cho nhanh ấy, thì chúng ta sẽ cài đặt những cái thư viện này nha. Các bạn nhấn Enter một cái thì nó sẽ cài đặt thôi mà. Thì ở đây thì đây nó đang bắt đầu cài đặt rồi. Có một vấn đề, đấy chính là để sử dụng cái thằng React Bootstrap ấy, các bạn sẽ mở cho mình cái thư mục gọi là src. Các bạn sẽ mở cho mình cái file index.js nha. Chúng ta sẽ cần phải import cái gọi là cái file CSS thì nhìn nó mới đẹp. Rồi, các bạn sẽ quay lại cho mình cái trang đấy chính là React Bootstrap, và các bạn sẽ lan chuột xuống cho mình. Các bạn sẽ copy cho mình một cái đường link đây. Các bạn sẽ copy cho mình cái dòng này nhé. Chúng ta sẽ import cái gọi là CSS của thằng Bootstrap vào. Như vậy thì code của chúng ta nó khá chỉ đẹp đấy. Việc mà chúng ta dùng cái thằng Bootstrap đấy các bạn là giúp các bạn tiết kiệm được thời gian để các bạn design cái website. Đồng thời có một vấn đề nữa, đấy chính là website của chúng ta nó responsive, co giãn trên nhiều màn hình giúp các bạn có thể ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng nha các bạn. Đây chính là lý do tại sao mình dùng. Còn các bạn gọi là code chay cũng được, tuy nhiên nó khá chìa xấu. Các bạn hình dung rằng là có 10 ứng viên nó nộp hồ sơ, một ứng viên gọi là 9 thằng biết code, tuy nhiên rằng là tự dưng có một thằng nó lại biết code đẹp này, nó biết responsive này, nó biết tích hợp những cách thực tế, thì người ta sẽ chọn các bạn thôi. Các bạn thấy rằng đây chính là điểm cộng nha. Rồi. Ở đây thì mình sẽ chờ cho nó cài đặt một chút các bạn này. Đấy, nó đã cài đặt xong rồi nha các bạn. Sau khi mà các bạn đã cài đặt xong ấy, các bạn sẽ mở cho mình cái file package.json đấy. Các bạn sẽ thấy rằng là mình đã cài đặt thằng Excel này. Mình đã cài đặt thành công thằng Excel, thằng Bootstrap, cũng như là thằng React Bootstrap, thằng SASS. Ok, còn gì chưa? SASS đây này, mình đã cài đặt thành công hết rồi nha các bạn.
Tiếp theo nữa thì công việc tiếp theo ấy, chúng ta sẽ đi xóa cái gọi là cái CSS mặc định nha các bạn. Các bạn sẽ mở cho mình cái file app.js. Ở bên trong này thì các bạn sẽ xóa cho mình hết, các bạn sẽ xóa hết cái đống sheet này, các bạn sẽ xóa nguyên cái component app cho mình. Các bạn sẽ xóa như thế này cho mình. Tiếp theo nữa thì bên trong này, các bạn sẽ tạo mới cho mình một cái là hello. Hello world. Mình sẽ cho nó một cái dòng chữ đấy chính là hello world. Tiếp theo nữa mình sẽ làm một việc, các bạn lưu ý này, mình sẽ đổi cái file CSS này thành SCSS nha các bạn. Các bạn lưu ý rằng là tiền tố của mình bây giờ là SCSS đấy, các bạn nhấn Ctrl S. Tiếp theo nữa thì các bạn thấy rằng là ngay phía trên file app.js ấy, nó có một cái file là CSS đúng không? Bây giờ các bạn sẽ rename cho mình, các bạn sẽ rename cho mình nha. Các bạn sẽ cho mình một cái chữ là S ở phía trước đấy. Đấy, các bạn nhấn Enter. Ngay lập tức các bạn thấy rằng là bây giờ nó đã chuyển qua màu hồng rồi các bạn này, nó đã biểu tượng khác rồi. Và bên trong cái file này các bạn sẽ nhấn Ctrl A cho mình và các bạn sẽ nhấn Delete nha, các bạn sẽ xóa cho mình. Đấy. Ở bên trong này thì các bạn sẽ cho mình một thuộc tính này chính là color red. Chúng ta sẽ test xem là chúng ta sẽ test xem rằng là liệu rằng chúng ta đã gọi là ăn code chưa nhỉ các bạn. Mình thêm một cái thuộc tính này chính là body color red để cho nếu mà code của các bạn nó chạy được ấy, nếu như rằng là các bạn đã import thành công thằng các bạn đã import thành công cái thằng thư viện cái CSS của chúng ta thì cái chữ hello world này nó sẽ hiển thị bằng màu đỏ nha các bạn. Rồi. Mình sẽ nhấn Ctrl S và ngay lập tức thì các bạn sẽ thấy rằng là cái dự án của chúng ta nó dịch code lại rồi này. Mình sẽ quay lại đối với dự án của chúng ta và mình sẽ vào cái localhost cộng 3000 nha các bạn, mình nhấn Enter. Các bạn có thể để ý thấy rằng là bây giờ thì chúng ta cái chữ hello world của chúng ta nó chưa ăn đúng không các bạn? À, sorry các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ cần phải thẻ div à. Thẻ div các bạn sẽ cho mình một cái là div. Các bạn sẽ cho mình một div color red xem nào. Đây, các bạn sẽ vào bên trong nó nhé. Chúng ta sẽ vào ngay bên trong nó div color red đấy. Rồi, thì mình đã dịch code lại rồi. Đấy, các bạn thấy rằng là bây giờ code của chúng ta nó đã ăn rồi nha, hello world. Như vậy rằng là chúng ta đã xóa được cái cấu trúc của nó rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay lại một chút xíu nữa nha các bạn. Đây chính là mình sẽ đi xóa những cái file không cần thiết cũng như rằng là mình sẽ đi cấu trúc lại cái dự án của chúng ta. Trước tiên thì mình sẽ xóa luôn cái file index.css nha các bạn. Các bạn sẽ copy cho mình cái đống này các bạn này. Chúng ta để cho nó đơn giản thì các bạn sẽ cắt nha, các bạn sẽ cắt code nha. Chúng ta sẽ cắt và các bạn sẽ ném vào bên trong file app này cho mình. Các bạn sẽ ném vào đấy. Các bạn sẽ ném vào bên trong cái file app.css. Sau khi mà các bạn đã cắt được thành công ấy, thì chúng ta sẽ đi xóa cái file index.css nha các bạn. Các bạn sẽ xóa đi cho mình đấy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ xóa luôn cái file này chính là logo của thằng React, mình sẽ xóa nó luôn. Tương tự thì mình sẽ xóa cái file này chính là file app.test.js các bạn này, mình sẽ xóa cái file test này đi đấy, mình sẽ xóa đi. Ở đây thì các bạn thấy rằng là code của chúng ta dịch lỗi bởi vì rằng là chúng ta vừa xóa mất cái file mà nó đang import ở đâu nhỉ? Nó đang import ở bên các bạn thấy rằng là nó hiện một cái lỗi đấy chính là no such file or directory, tức rằng là cái file này nó không được tìm thấy. Thì để fix cái lỗi này mà các bạn không biết nó ở đâu, các bạn sẽ copy cho mình cái tên của nó nhé. Các bạn sẽ copy cái tên file, các bạn sẽ copy cho mình cái tên file. Các bạn Ctrl C, sau đấy các bạn sẽ nhấn vào cái nút search này các bạn này. Các bạn sẽ search xem rằng là nó đang dùng ở đâu. Thì ngay lập tức nó lòi ra một cái đấy chính là trong cái file index.js ấy, các bạn đang import cái file này vào trong khi rằng là chúng ta không có file này thì nó bị lỗi, thì các bạn sẽ xóa cho mình cái dòng này. Đấy, chúng ta sẽ xóa đây xong các bạn nhấn Ctrl S nha. Thì bây giờ thì cái con gọi là con React của chúng ta chạy lại rồi, các bạn quay lại thì nó cũng có khác gì nhau không đâu, chẳng qua rằng là cái chữ này nó không còn màu đỏ nữa bởi vì rằng là chúng ta đã xóa mất class của nó rồi. Ở đây thì các bạn chỉ cần để lại như thế này thôi. Nó có hai file thì chính là report web virtual và một cái là setup test. Thì ở đây thì các bạn cũng để lại thôi. Ở sau này thì khi mà các bạn quan tâm đến hiệu năng cái ứng dụng website của chúng ta ấy, thì chúng ta mới cần. Còn ở đây thì tạm thời các bạn chỉ coi như rằng là những file thừa thôi, nó không ảnh hưởng gì đến tới cái code React của chúng ta cả nha các bạn. Rồi. Như vậy rằng là đây chính là cái cấu trúc dự án của chúng ta sau khi mình đã gọi là tích hợp cái thư viện SCSS. Nhiều bạn có thể không biết, tuy nhiên rằng là việc mà các bạn code bằng cái thằng SCSS này nó giúp code của các bạn ngắn hơn cũng như rằng là giảm thiểu thời gian của các bạn. Các bạn yên tâm rằng là các bạn yên tâm một điều đấy chính là cho dù các bạn chưa biết về thằng SCSS, các bạn chỉ cần code theo mình thôi thì hết cái series này các bạn gọi là các bạn không bao giờ quay lại với thằng CSS đâu. Các bạn tin mình đi, bởi vì đấy là sự thật. Cá nhân mình thì mình mất một buổi chiều để chuyển từ CSS sang SCSS nha. Đi làm thì việc các bạn dùng cái thằng SCSS giống như rằng là nó là một cái standard rồi, một cái tiêu chuẩn, thì đây chính là cách chúng ta viết code các bạn này. Thì để sử dụng được cái file này thì ngay bên trong cái file app các bạn đã cần phải import nó vào. Đấy, xong rồi nha. Thì đây chính là cái gọi là component của chúng ta thôi. Để cho code của chúng ta tường minh thì mình sẽ cho nó một cái new folder nữa và mình sẽ đặt tên là component xong. Thì chúng ta sẽ chủ yếu xuất phát ở đây nha các bạn. Bên trong cái file component này thì chúng ta sẽ cần phải đi tổ chức lại code của chúng ta một xíu. Đầu tiên thì để cho điều hướng ra thì mình sẽ đặt một cái đây chính là header.js đấy. Có một điều nữa đây chính là việc mà các bạn dùng .js hay rằng là .jsx khi các bạn viết một cái component đối với thằng React nó không có gì khác biệt nhé. Các bạn chẳng qua chỉ là cú pháp đặt tên thôi.
bên trong cái thằng này thì mình sẽ là console tự header chính bằng một cái arrow function. Chúng ta sẽ dùng chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ dùng React hook cũng như là chúng ta dùng những công nghệ mới nhất của thằng React. Đấy chính là ở đây thì mình sẽ return một cái fragment và mình sẽ là cho nó một cái header. Đấy rồi. Bạn nào mà chưa biết cách viết gọi là header như thế này, các bạn có thể xem trong cái khóa React nâng cao ấy, mình đã giải thích hết rồi. Mình sẽ export default, chúng ta sẽ export default cái thằng header. Xong, như vậy rằng là mình đã làm xong cái component header. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái, đấy chính là mình sẽ tạo mới một cái file nữa, mình sẽ đặt tên đấy chính là table user. Bởi vì rằng là chúng ta đang cần phải hiển thị cái list người dùng có phải không các bạn, thì mình sẽ đặt tên là table user. Mình sẽ xem này. Tạm thời thì chúng ta chỉ làm một cái header cũng như là một cái table user trước nha. Ở bên trong này thì mình sẽ Ctrl A, Ctrl C, mình sẽ paste vào cái table user này. Mình chỉ đổi tên này chính là table user. Đấy, các bạn lưu ý rằng là chữ user này mình có chữ S để mục đích của mình đấy chính là nhiều người dùng thôi, thì mình sẽ cho nó như vậy. Xong. Sau khi mà các bạn đã tạo mới được hai cái component này rồi thì các bạn sẽ vào bên trong cái đống sheet này, chúng ta sẽ đi tạo class cho nó nha các bạn. Ở đây thì để quản lý được cái đống CSS cũng như rằng là để giao diện ứng dụng của các bạn nó đẹp ấy, thì chúng ta sẽ cho nó một cái class name. Chúng ta nên đặt tên cho nó, thì ví dụ ở đây thì mình sẽ đặt là app container. Mục đích của chúng ta ấy, khi mà các bạn đặt cái từ gọi là container, tức rằng là cái lớp ngoài cùng ấy, thì chúng ta gọi là cái thùng chứa, thì chúng ta sẽ là container. Bên trong cái này thì mình sẽ gọi đến cái header của chúng ta. Mình nhấn enter một cái mà nó không gợi ý cái thằng header thì chúng ta sẽ cần phải import nha các bạn. Các bạn sẽ import thằng header, enter đấy. Mình đã import component header rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ import cái gọi là table user. Xong. Như vậy rằng là mình đã import thành công hai thằng của nợ này. Ở đây thì sau cái header thì mình sẽ gọi đến cái component của chúng ta luôn. Đấy, mình sẽ gọi đến nó. Đây. Ở đây thì chúng ta không phải là header thêm s nha các bạn. Đấy, rồi, chúng ta xóa chữ s đi. Xong. Bây giờ thì mình quay trở lại thì các bạn thấy rằng là chúng ta đang có hai cái đống sheet như thế này. Ở đây thì mình sẽ đi, các bạn sẽ đi tạo cái thằng header trước nha. Mình sẽ quay lại đối với thằng React Bootstrap nha. Mình sẽ gọi là React Bootstrap này, Bootstrap đấy. Mình sẽ vào bên trong cái thằng của nợ này. Các bạn sẽ search cho mình một cái component có tên đấy chính là Napa nha các bạn. Ở đây không? Ở đây thì các bạn sẽ click cho mình sang cái phần component nha. Chúng ta sẽ xem cái phần navigation là cái phần đấy các bạn này. Đây. Chúng ta sẽ xem cái phần navigation đây. Nó sẽ cho các bạn một cái thanh như thế này. Cái thanh như thế này các bạn biết tại sao mà chúng ta dùng cái thư viện này không? Đấy chính là nếu mà các bạn dùng Bootstrap thuần đấy, nó sẽ không có những cái animation. Animation ở đây các bạn sẽ cần phải dùng với JavaScript. Các bạn thấy rằng các bạn gõ vào các bạn click nó mất này các bạn này. Đây. Đây gọi là những cái animation mà thằng thư viện nó đã làm cho chúng ta rồi. Đấy chính là lý do tại sao mà mình khuyên các bạn dùng. Còn nếu mà các bạn muốn dùng jQuery ấy, các bạn muốn dùng Bootstrap thuần thì các bạn sẽ bị mất các hiệu ứng này, thành ra rằng là khi mà cái thư viện nó sinh ra là có lý do của nó nha các bạn. Rồi. Thì ở đây thì để tiết kiệm thời gian thì các bạn có thể lan chuột xuống dưới, nó có rất nhiều là cái phần navigation cho các bạn có thể lan chuột xuống dưới và xem nha. Thì mình sẽ chọn cái dạng đơn giản nhất thôi, đây chính là cái đầu tiên. Mình sẽ nhấn vào đây để copy nha các bạn sẽ copy cho mình. Đấy. Sau khi mà các bạn đã copy rồi, chúng ta sẽ vào cái phần header và chúng ta sẽ đi sửa cái đống sheet này nha các bạn. Đấy. Mình sẽ đi sửa cái đống sheet này, mình sẽ enter xuống nha, mình sẽ paste nó vào. Đấy. Các bạn lưu ý cho mình một điều đấy chính là ở đây này, nó dùng rất nhiều những cái component của thư viện, thành ra rằng là chúng ta sẽ cần phải import những cái component này. Các bạn sẽ quay lại đối với trang tài liệu này, các bạn sẽ kéo chuột xuống dưới, các bạn sẽ xem nha, đây này. Để sử dụng một cái component thì nó sẽ import từ thư viện, sau đấy thì nó sẽ gạch chéo cái component, thì mình sẽ copy cái dòng này, đấy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ quay lại đây và mình sẽ import ở đầu file nha. Chúng ta sẽ cần phải import những cái gì? Thứ nhất là mình import cái component Napa xong. Tiếp theo nữa thì mình sẽ import tiếp cái gì nhỉ? Mình sẽ import cái component có tên là container. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải import cái thằng nav nha các bạn. Mình sẽ paste nó thêm hai cái nữa. Mình sẽ copy cái này. Mình sẽ paste xuống dưới. Đấy, mình sẽ xóa bớt một cái thằng này đi. Chúng ta sẽ gọi là mình sẽ cắt cái thằng nav này nha các bạn. Mình sẽ cắt thằng nav này. Mình sẽ paste vào đây. Chúng ta sẽ import thằng nav này. Ở đây thì chúng ta có một cái là nav dropdown. Chúng ta sẽ import tiếp thằng nav dropdown. Và cái cuối cùng thì chúng ta hết rồi đấy các bạn, chúng ta chỉ import như thế này thôi. Đấy, rồi mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại nha. Bây giờ thì khi mà các bạn đã import như thế này rồi ấy, các bạn dịch code lại các bạn này, các bạn sẽ chờ cho nó compile code nha. Sau khi mà nó đã dịch code rồi, các bạn thấy rằng là nó không có lỗi gì này. Mình sẽ quay lại và mình sẽ refresh để các bạn thấy sự khác biệt nhận đây. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã lên được một cái thanh header cực kỳ chuyên nghiệp và nó đẹp nha các bạn. Một lý do nữa mà mình khuyên các bạn dùng thư viện ấy, đấy chính là nếu mà các bạn inspect lên ấy, các bạn sẽ nhìn nha, mình sẽ chuyển qua chế độ mobile các bạn này. Các bạn để ý cho mình này,
Đây chính là cái màn hình gọi là mình đang để ở cái chế độ gọi là responsive ấy. Thì cái màn hình này có cái chiều rộng là 774 pixel. Thì trong thực tế thì cái màn hình này chúng ta gọi là iPad ấy, các bạn có thể kéo như thế này. Đây, các bạn thấy rằng là lên cái màn hình máy tính lớn thì nó cũng khá chìa đẹp. Tuy nhiên khi mà các bạn dùng mobile, các bạn sẽ nhìn cho mình nhé. Đây, các bạn thấy rằng là ở đây thì mình sẽ cần phải mình sẽ chọn một cái con điện thoại nha. Mình sẽ refresh một cái cho các bạn này. Mình sẽ refresh một cái. Cái này thì nó lại không trên mobile thì nhìn khá chìa xấu nha. Mình sẽ cần phải check lại code này. Mình sẽ xem bên cái thằng thư viện này, mình sẽ kéo lên trên một xíu xem nào. Cái thanh navigation này của nó, một cái là nav, một cái là nav, một cái đây. Mình sẽ xem nào. Bay nav, hai component. Align item center. Má phải nhỉ. Mình nhớ rằng là nó có mà. Ở đây thì nó nhìn tương đối thôi nha các bạn. Mình không biết tại sao mà nó không hiện cái phần toggle ở đây. Thì tạm thời chúng ta chứ nhìn tương đối như thế này. Mình sẽ chỉnh cái layout của chúng ta một chút. Đây chính rằng là mình không muốn rằng là cái phần header của chúng ta nó quá áp vào màn hình như thế này. Mình sẽ cho nó một cái khoảng cách nha. Để làm được cái điều đấy, các bạn sẽ import cho mình một cái component có tên là container. Các bạn sẽ copy cho mình cái dòng này. Các bạn sẽ copy cho mình cái dòng này nha. Chúng ta sẽ quay lại đối với file app. Đây các bạn này, các bạn sẽ quay lại đối với file app. Đây, mình sẽ như thế này. Ở đây thì sorry các bạn nha, mình copy lúc nãy mình chưa chưa thay hết này. Thành ra rằng là nó import bị sai các bạn này. Bên cái file header ấy, các bạn sẽ sửa cho mình nhé. Đây này. Các bạn sẽ sửa cho mình header như thế này. Đấy, như vậy thì nó mới chính xác nha các bạn. Container React Container. Lúc nãy thì mình copy paste nó bị sai, các bạn thông cảm nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay lại đây. Các bạn thấy rằng là bản chất của vấn đề thì nó sẽ thụt như thế này. Bây giờ thì mình sẽ lên cái điện thoại, mình sẽ cần phải cho nó 100% này. Các bạn thấy rằng là khi mà mình thêm đúng class đấy thì nó sẽ hiện tên website của các bạn như thế này. Đồng thời thì trên điện thoại thì cái menu của chúng ta nó sẽ hình như thế này các bạn này. Thì đây chính là lý do tại sao chúng ta dùng thư viện nha các bạn. Mình nhấn mạnh cái lý do tại sao nha. Việc các bạn dùng thư viện ấy, ở đây thì dĩ nhiên rằng là các bạn có thể làm từ đầu. Tuy nhiên rằng là cái thời gian của chúng ta đây các bạn nó không cho phép các bạn làm từ đầu. Khi các bạn đi làm ấy, thì tiến độ nó sẽ thúc vào đít các bạn. Thành ra rằng là chúng ta sẽ học cách sử dụng công cụ. Không ai gọi là reinvent the wheel, tức rằng là các bạn không bao giờ đi sáng tạo lại cái bánh xe đâu. Chúng ta nên học cách sử dụng nó nha. Đấy. Thì như vậy rằng là trên điện thoại là nó nhìn khá chịu ok rồi. Các bạn không cần phải code về cái phần responsive cũng như rằng là điều chỉnh layout. Về cái layout gọi là tự thiết kế thì chúng ta đã qua được cái gọi là level đấy rồi nha các bạn. Các bạn có thể gọi là bây giờ chúng ta đang yếu ở phần đấy, tuy nhiên rằng là sau này chúng ta vừa làm vừa học nha các bạn. Điều quan trọng đấy chính là chúng ta sẽ cần phải nắm lấy cơ hội gọi là được tuyển dụng, có phải không? Rồi, như vậy rằng là về cái layout của mình thì mình đã xong rồi. Thì bên trong cái file app này các bạn này, các bạn sẽ không cần import nữa nha. Các bạn sẽ không cần phải import cái thằng này nữa. Ở đây thì mình sẽ làm như thế này cho nó đẹp này. Các bạn sẽ bọc cho mình một cái như thế này. Các bạn sẽ không cần có cái có cái div này cũng được, chẳng sao. Đấy. Các bạn sẽ bọc cho mình cái div gọi là cái class container ra ngoài. Sau đấy thì các bạn sẽ bọc cho mình cái header và table user, các bạn sẽ paste vào bên này. Đấy. Các bạn sẽ bọc cho mình như thế này. Đồng thời thì các bạn sẽ quay lại cái file header, các bạn sẽ xóa cái container này đi nha. Các bạn sẽ xóa cho mình cái container đi. Đấy. Chúng ta sẽ không sử dụng bên trong thằng con nữa mà chúng ta sẽ cho ra thằng cha. Lý do mình làm vậy nó hơi xấu các bạn nhỉ. Cái thanh này bắt buộc phải dùng mà. Mình sẽ Ctrl Z lại này, Ctrl Z. Đấy, rồi. Mình sẽ Ctrl Z và mình sẽ để thằng này container của chúng ta. Đấy, rồi mình nhấn Ctrl S nha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại nó vẫn xấu nhỉ. Chúng ta thằng container thì nó hơi xấu. Thằng container thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái thằng row. Sorry các bạn. Chúng ta sẽ quay lại đối với file app. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó một cái row đi. Một cái component có tên là row xem nào. Đây, mình sẽ import thằng row nha các bạn. Đấy. Ở đây thì mình sẽ cắt hai thằng của nó này. Mình sẽ paste vào bên trong, mình nhấn Ctrl S xem rằng là chúng ta có cái gì nha. Nó đang dịch lại code các bạn này. Come on baby. Đấy. Rồi, các bạn thấy rằng là về bản chất ấy thì nó đẹp hơn rồi, tuy nhiên rằng là nhìn nó vẫn xấu. Thôi thì mình sẽ comment lại nha các bạn này. Mình sẽ comment lại nha. Hôm sau thì có thời gian thì mình sẽ cái table user của chúng ta mình nhấn vào đâu đây ta, nhấn vào phím start rồi mình sẽ cần comment cái thằng này lại. Đây đây mình sẽ cần phải mở comment lại thằng VS Code thì nó comment khá chỉ là ngu. Mình thấy rằng là về cái khoản comment của thằng VS Code thì what the hell thì mình sẽ xóa luôn. Hôm sau thì mình sẽ fix cái hết cái đống này, mình sẽ cho nó một cái là header. So với cái việc mà các bạn dùng các công cụ đặt tiền ấy, thì thằng VS Code không thể đọ bằng các bạn về cái khoản gọi là AI ấy, thì thằng VS Code cực kỳ kém. Rồi mình sẽ quay trở lại, các bạn thấy rằng đây chính là cái layout của chúng ta và mình sẽ nhấn vào các bạn này. Đây thì đây chính là layout của chúng ta nha.
Trong video này thì mình đã giúp các bạn gọi là chúng ta đã chuẩn bị công cụ rồi. Thì trong video tiếp theo mình sẽ giúp các bạn sẽ dùng cái thư viện Excel để chúng ta có thể lấy được danh sách người dùng. Trước khi kết thúc video này mình sẽ review các file thay đổi nha. Các bạn thấy rằng là mặc dù chúng ta gọi là chỉ mới chuẩn bị công cụ thôi mà nó đã thay đổi rất nhiều file rồi đấy các bạn rồi. Trước tiên thì mình đã cài đặt thêm một vài thư viện đấy chính là Excel các bạn này, version 0.21.1 Bootstrap này, React Bootstrap cũng như là SASS. Việc các bạn cài đặt cái thư viện gọi là Excel đây chính là giúp các bạn có thể gọi API ở trong video tiếp theo. Còn chúng ta cài đặt thằng Bootstrap và React Bootstrap để code giao diện cho nó đẹp. Chúng ta cài đặt cái thằng SASS là để chúng ta có thể code được cái cú pháp SCS để các bạn chúng ta code cái thằng CSS nhanh hơn. Thì đây chính là lý do tại sao mình cài đặt thằng này. Tiếp theo nữa thì mình đã xóa cái file gọi là app.css rồi. Đồng thời thì bên trong cái file app.js thì mình có sửa một chút nha các bạn. Đấy chính là chúng ta sẽ cần phải import. Các bạn thấy rằng là bên tay trái là code cũ nha. Và bên tay phải đây chính là code mới. Mình đã import những cái component của thằng React Bootstrap. Cũng như rằng là mình đã tổ chức lại cái bố cục của cái ứng dụng của chúng ta này. Các bạn đừng quên rằng là chúng ta sẽ cần phải export nó ra. Tiếp theo nữa thì mình đã tạo một cái file mới. Đây chính là file app.scss nha các bạn. Không phải là CSS đâu. Trong file này thì mình sẽ copy lại cái file hôm trước để cho cái font chữ cho nó đẹp thôi. Đồng thời thì mình đã xóa đi cái file app.test.js. Bên trong cái gọi là cái file index.css thì mình cũng xóa rồi. Bên trong cái file index.js thì mình đã import cái thằng gọi là, các bạn lưu ý rằng là chúng ta cần phải import cái này để chúng ta có thể lấy được cái CSS của thư viện. Mình đã xóa đi cái file gọi là logo.svg rồi. Mình đã tạo mới thêm hai cái component có tên là header nha các bạn. Thì mình chỉ copy paste code và chạy thôi. Cuối cùng đây chính là cái file table user. Thì trên đây chính là tất cả những cái file mình thay đổi trong video này. Trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có đi sự vướng mắc cũng như là các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chứ comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha.